30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão Nu sẽ vào Biển Đông và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ra sao so với dự báo trước? Bão Nu hiện được dự báo là sẽ thay đổi về đường đi trong vài ngày tới và vào Biển Đông. Bán kính của cơn bão này cũng được cho là khá lớn. Vậy dự báo cụ thể thế nào và nó sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ra sao? Hơn 200 chuyến bay đến và đi từ Đài Loan, Trung Quốc đã bị hủy. Gần 3.000 người đã phải sơ tán do ảnh hưởng của bão Nu. Theo trang ba Reuters, bão Nu đến chỉ khoảng một tháng sau khi Đài Loan bị bão Haiku tấn công trực tiếp. Đây là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ Đài Loan trong 4 năm, khiến gần 8.000 người phải sơ tán. Theo dự báo của những ngày trước, sau khi đổ bộ Đài Loan, bão Nu sẽ hướng về phía Trung Quốc đại lục và có thể đổ bộ tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, đến sáng nay, dự báo về đường đi của bão Nu đã thay đổi. Theo đó, nó sẽ đi thành một đường vòng, không vào Trung Quốc đại lục mà sẽ xuống phía Tây Nam. Vào Biển Đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta cho biết, do ảnh hưởng của bão Nu, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên, đặc biệt là từ chiều nay, mùng 5 tháng 10, gió giật rất mạnh, biển động dữ dội. Còn Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp JTVC của Mỹ dự báo, khi đi vào Biển Đông, bão Nu sẽ yếu đi khá nhanh, có thể tan dần sau 5 ngày ở phía đông đảo Hải Nam. Trung Quốc dự báo của JTVC cho rằng bão Nu sẽ vào Biển Đông vào khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, khi nó đã yếu đi, chỉ còn là bão nhiệt đới. Nhưng bão Nu có một đặc điểm là bán kính của nó tương đối lớn, 250 km, tức là đường kính 500 km. Theo trang Taiwan News, tin tức Đài Loan, nên phạm vi ảnh hưởng của nó khá rộng. Vì vậy, theo những dự báo hiện tại thì do ảnh hưởng của bão và gió mùa đông bắc, một số tỉnh thành phía đông bắc nước ta như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang sẽ có nhiệt độ giảm sâu hơn vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 10. Có thể có mưa, không nhiều. Bão Nu càn quét đảo Đài Loan khiến 190 người bị thương vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 10. Giờ địa phương, bão Nu đã đổ bộ vào bán đảo Hằng Xuân của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, khiến 190 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Bão Nu bắt đầu quét qua vùng cực nam của đảo Đài Loan hôm thứ Năm, làm 190 người bị thương. Mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến hàng triệu người dân trên đảo phải nghỉ làm và nghỉ học. Nu, có nghĩa là chó con trong tiếng Nhật, đã đổ bộ vào bán đảo Hằng Xuân của Đài Loan với sức gió lên tới 252 km/h, được dự báo sẽ suy yếu khi đi qua eo biển Đài Loan và tiến về tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Mưa lớn đang đổ xuống khu vực miền núi thưa thớt, dân cư thưa thớt của huyện Bình Đông ở phía Nam và các huyện ven biển phía Đông như Đài Đông và Hoa Liên. Nhưng cơn bão cũng gây mưa to cho thành phố Cảng Cao Hùng. Hầu hết các thành phố và quận huyện tại Đài Loan đều tuyên bố cho người dân nghỉ làm và nghỉ học vào thứ Năm, mặc dù thủ phủ Đài Bắc, nơi có thị trường chứng khoán và tài chính, không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Hai hãng hàng không nội địa chính của Đài Loan là UnAir và Mandarin Airlines đã hủy hầu hết các chuyến bay trong ngày thứ Năm, trong khi các chuyến phà đến các hòn đảo xa xôi cũng bị tạm dừng. Các nhà chức trách Đài Loan cho biết tổng cộng 42 chuyến bay quốc tế cũng bị hủy, nhưng tuyến đường sắt cao tốc nối miền Bắc và miền Nam Đài Loan không bị ảnh hưởng. Bão Nu khiến 100 chuyến bay bị hủy, gây mức gió giật mạnh chưa từng có ở châu Á. Cơn bão Nu đã mạnh lên nhanh và nhiều hơn dự báo của các trung tâm khí tượng trên thế giới, khi nó không những không yếu đi mà còn tăng cường độ lên sát cấp siêu bão lúc tiến vào Đài Loan, Trung Quốc. Thậm chí, đài khí tượng ở Đài Loan đã ghi nhận sức gió giật mạnh kỷ lục. Rất nhiều trường học và cơ quan ở Đài Loan, Trung Quốc đã tạm đóng cửa vào hôm nay, mùng 5 tháng 10, khi phía Đông và Nam Đài Loan phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Nu. Hơn 100 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan Thời tiết Trung ương CVKA ở đây cho rằng lượng mưa có thể lên tới 200mm trong một ngày hoặc hơn 100mm chỉ trong 3 giờ. CVKA đề nghị người dân ở Đài Loan cẩn thận với mưa lớn, ít nhất cho đến tối nay. Đây là video mưa to gió lớn ở phía Nam Đài Loan, Trung Quốc khi bão Nu đến gần. Theo thông tin được đăng trên trang AccuWeather và Newsweek, đài khí tượng La ở đảo Orchid, Đài Loan, Trung Quốc đã ghi nhận bão Nu có gió giật lên tới 342 km/h vào lúc gần 10 giờ đêm qua, mùng 4 tháng 10. Khi cơn bão này ập vào đảo Orchid, lúc ấy, sức gió duy trì của bão Nu là khoảng 210 km/h. Con số 342 km/h chưa được CVKA chính thức xác nhận, nhưng nếu nó chính xác thì đây sẽ là một trong năm mức gió giật mạnh nhất từng được ghi nhận trên trái đất. Và là mức gió giật mạnh nhất từng được ghi nhận ở châu Á, bão Nu đã được xếp vào số những cơn bão tăng cường độ nhanh vào hồi đầu tuần vừa rồi, khi nó tăng cấp từ bão cấp 1.
sức gió duy trì tối đa từ 120 đến 152 km/h lên thành bão cấp 3, 178 đến 207 km/h chỉ trong 24 giờ. Việc những cơn bão tăng cường độ nhanh kỳ lạ dường như xảy ra nhiều hơn trong thời gian gần đây. Mới đây, có một cơn bão khác ở phía Tây Thái Bình Dương cũng được xếp vào nhóm các cơn bão tăng cường độ nhanh, là bão 2, cuối tháng 8, đầu tháng 9, với đường đi khá giống bão Nu. Bão Nu bỗng nhiên mạnh lên dữ dội khi áp sát Đài Loan, rất gần cấp siêu bão. Trái với dự báo là bão Nu sẽ giảm cường độ một chút khi tiến vào Đài Loan, Trung Quốc, cơn bão này bỗng nhiên mạnh lên thành bão dữ dội, rất gần cấp siêu bão khi áp sát Đài Loan. Điều này, cộng với đường đi của bão Nu, làm dấy lên mối lo ngại rằng bão sẽ tiến thẳng vào nhà máy điện hạt nhân. Sáng nay, mùng 5 tháng 10, bão Nu bất ngờ mạnh lên thành bão dữ dội, violent typhoon với sức gió lên tới 220 km/h. Theo trang Dòng Ớt, tức là rất gần cấp siêu bão, hiện Nu đang gây mưa to gió lớn ở Đài Loan, Trung Quốc. Cường độ và đường đi của bão Nu khiến các nhà khí tượng bày tỏ lo ngại rằng nó sẽ đi về phía nhà máy điện hạt nhân Ma'anhan ở phía nam Đài Loan. Bill Zegre, một nhà khí tượng học của công ty AccuWeather nói với trang Newsweek rằng ông hy vọng bão Nu sẽ yếu đi một chút khi tới chỗ nhà máy điện hạt nhân cuối cùng này của Đài Loan với sức mạnh như hiện tại của bão Nu. Ông Zegre cho rằng sẽ xảy ra mất điện, hư hại cơ sở hạ tầng và ngập lụt, với lượng mưa được dự báo là khoảng hơn 300mm, các thảm họa thiên nhiên, mà bão là một trong số đó, từng gây ra những nguy cơ lớn với các nhà máy điện hạt nhân và hậu quả có thể kéo dài. Chẳng hạn, nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản đã bị phá hủy với sóng thần sau trận động đất mạnh 9.0 độ hồi năm 2011. Vì vậy, không chỉ các nhà khí tượng mà nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới cũng đang theo dõi bão Nu và hy vọng nó sẽ chỉ đi gần qua nhà máy điện hạt nhân Ma'anhan ở Đài Loan mà thôi. Về nhà máy điện hạt nhân Ma'anhan, công ty điện lực Đài Loan đã gửi đơn xin đóng cửa vì giấy phép hoạt động trong 40 năm của nhà máy này sắp hết hạn. Tuy nhiên, theo dự kiến thì phải năm 2024 hoặc 2025, nhà máy mới đóng cửa. Hiện tại bão Nu vẫn đang di chuyển theo hướng Tây. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp, JTWC của Mỹ, hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng khi cơn bão Nu đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Bão Nu bắt đầu quét qua khu vực phía nam của Đài Loan, Trung Quốc vào sáng sớm nay, mùng 5 tháng 10 khiến ít nhất 190 người bị thương. Theo Cơ quan Rủi ro Bão nhiệt đới Đài Loan, bão Nu được đánh giá cấp 4, bắt đầu đổ bộ vào bán đảo Hang Chun, Đài Loan, với sức gió lên tới 252 km/h. Gió mạnh kèm theo mưa lớn cũng xảy ra dọc theo các khu vực miền núi và dân cư thưa thớt phía nam quận Tinh Tung và các quận ven biển phía đông của Đài Đông, Hoa Liên và thành phố Cảng Cao Hùng. Các cơ quan công sở và trường học tại hầu hết các thành phố ở đảo Đài Loan đều tuyên bố tạm ngừng hoạt động và nghỉ học vào ngày hôm nay. Riêng thành phố Đài Bắc, nơi có thị trường chứng khoán và tài chính, không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường. Sở Cứu hỏa Đài Loan báo cáo có 190 người bị thương nhưng không có người thiệt mạng. Một số tòa nhà bị hư hại nhẹ, hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Hai hãng hàng không nội địa chính của Đài Loan là UniAir và Mandarin Airlines đã hủy hầu hết các chuyến bay trong ngày hôm nay. Các hoạt động vận chuyển bằng phà đến các hòn đảo cũng tạm dừng hoạt động. Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan cho biết tổng cộng 42 chuyến bay quốc tế bị hủy, nhưng tuyến đường sắt cao tốc nối miền Bắc và miền Nam Đài Loan không bị ảnh hưởng. Dự báo, bão Nu sau khi qua eo biển Đài Loan sẽ suy yếu và tiến về tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày mai. Ảnh hưởng của bão Nu, vùng biển có gió mạnh và sóng lớn. Trong ngày và đêm nay, mùng 5 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp 6-7 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h ngoài ra. Trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngày và đêm mùng 6 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 12-14. Biển động dữ dội, sóng biển cao 4,0-6,0m. Vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ảnh hưởng của bão KOINU, Nam Bộ mưa to, dông lốc nhiều ngày. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.
những ngày giữa tháng 10 sẽ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tục có mưa rào vào thời điểm chiều tối và tối. Nhận định diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực trong 10 ngày tới, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với cơn bão gần Biển Đông, bão Nu. Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình trên các vùng biển phía Nam, trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây và nâng trục dần lên phía Bắc, từ 2 đến 10 ngày tới. Rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nối với cơn bão Nu bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Từ ngày 7 tháng 10, áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam, bão Nu sẽ suy yếu dần. Từ ngày 9 đến 10 tháng 10, rãnh áp thấp vắt qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ được thiết lập trở lại và hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam tiếp tục lấn Tây với trục ngang qua khu vực Nam Bộ đến khoảng ngày 9 đến 10 tháng 10 hoạt động suy yếu dần. Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Cụ thể, từ ngày 5 đến 8 tháng 10, xác suất mưa tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 65%, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C, thấp nhất từ 25 đến 26 độ C. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 10, xác suất mưa tại khu vực từ 70 đến 80%, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, thấp nhất từ 24 đến 25 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10, do tác động từ bão Nu, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và vùng biển thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2.5m. Từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Tây đến Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 0.5 đến 1.5m. Độ cao sóng từ 0.5 đến 1.5m. Độ... Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!